Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Rốt cuộc là lại đến gì rồi, tối lại phải ngủ tiếp. Chắc chắn là rất nhiều bạn đã từng bị bố mẹ than phiền cái tội là không chịu gấp chăn chiếu gọn gàng đúng không? Trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có từ gì miêu tả hành động gọn gàng chăn chiếu nhỉ? Nhìn vào chỗ trống thử xem nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ có make the bed. Make the bed ở đây có nghĩa là sắp xếp lại sao cho giường chiếu gọn gàng ngăn nắp như kiểu là chúng mình chưa từng nằm như đấy ấy. Chứ không có nghĩa là làm ra cái giường đâu nhé, các bạn đừng hiểu lầm đấy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì chúng ta sẽ ăn bữa sáng đúng không nào? Vậy thì đây chúng ta sẽ có... Mình thấy rất là nhiều bạn phân vân giữa cook và make breakfast. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ nào nhỉ? Mình giải thích nhá. Chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng make breakfast. Tại sao lại thế nhỉ? Hầu hết các gia đình ở nước ngoài thường hay dùng bữa sáng với các món như là ngũ cốc với sữa tươi hay là trái cây rồi sandwich. Vậy nên trong trường hợp này chúng ta dùng make là chính xác. Tuy nhiên, như ở các gia đình Việt Nam chúng ta thấy các phụ huynh thường hay nấu các món như là bún, phở, cháo cho con cái mình khi ăn sáng. Vậy nên các bạn có thể sử dụng từ cook trong trường hợp này cũng được. Ngoài ra thì có một số các cái trường hợp mặc dù về mặt kỹ thuật thì dùng cook là chính xác. Tuy nhiên nếu như mà nói trong tiếng Anh thì thấy nó rất là buồn cười. Ví dụ như kiểu là cook tea hay là cook coffee, nghe buồn cười đúng không? Nhưng mà biết làm sao được, cả tiếng Anh và tiếng Việt thì đều phong ba bão táp hết cả. Vậy nên các bạn nhớ nhé, make tea and make coffee. Và tất nhiên sau khi ăn xong chúng ta phải dọn dẹp rửa bát đúng không nào? Chúng ta sẽ phải làm gì được bát đĩa này bây giờ nhỉ? Đúng rồi, trong trường hợp này chúng ta sẽ có 3 động từ điểm vào chỗ trống. Đó là do, wash and clean the dishes. Miêu, 7 giờ hơn rồi, không nên đi học à mà đứng đó mất mấy cái bát thế? Chết rồi, mình sắp sửa muộn học đến nơi rồi. Trước khi đi học thì chúng ta sẽ phải iron the clothes. Đến giờ nghỉ trưa rồi. Giờ nghỉ trưa là giờ mà tất cả mọi người đều mong muốn đến sau một buổi sáng học tập và làm việc rất là vất vả đúng không nào? Và chúng ta sẽ có 3 cụm từ. Các bạn thử đoán xem các động từ đi kèm nó là gì nhé. Okay, từ đầu tiên mà chúng ta có đó chính là take a break. Có nghĩa là nghỉ một khoảng ngắn giữa các ca học hoặc là các ca làm việc. Và trong khoảng thời gian này chúng ta có thể enjoy the meal hoặc a snack. Tức là tranh thủ ăn bữa ăn trưa nhẹ nhàng hoặc là ăn đồ ăn vặt. Và với mình thì đây là hoạt động yêu thích của mình trong các giờ nghỉ trưa. Ngoài ra thì cũng có thể thấy một số bạn thường hay sử dụng giờ nghỉ trưa để take a nap. Có nghĩa là ngủ trưa một giấc ngắn để nghỉ ngơi. Khoa học đã chứng minh rằng chỉ cần ngủ 15 phút vào buổi trưa thôi là đủ để cho não bộ của bạn nạp đủ năng lượng cho cả một buổi chiều làm việc tiếp theo rồi. Vậy nên các bạn hãy nhớ, dù có mệt mỏi hay là làm việc quá sức đến đâu thì cũng hãy dành thời gian để cho cơ thể có thời gian nạp lại năng lượng nhé. Thế sau một ngày làm việc rồi chúng ta về nhà vẫn có kha khá những công việc phải làm đúng không nào? Chúng ta sẽ có một hành động rất là thường xuyên đúng không? Chắc chắn là nhiều bạn đoán đúng rồi. Đó là do the laundry, có nghĩa là giặt quần áo. Tuy nhiên còn một từ khác nữa mà Mel muốn các bạn biết ngày hôm nay, đó là fold the laundry, có nghĩa là giặt quần áo. Chắc hẳn là với rất nhiều bạn thì việc giặt quần áo quả là cơn ác mộng khủng khiếp đúng không nào? Trong khi mẹ suốt ngày bắt làm. Và nhất là với những người như Mel chẳng hạn, một tủ quần áo đồ sộ nên cứ mỗi lần mà chuyển mùa lại phải nhờ một vài cô bạn đến gập quần áo và dọn tủ cho. Các tín đồ shopping đều hiểu nỗi khổ này. Thế sau đó thì nhà những bạn nào mà có nuôi chó như nhà Mel chẳng hạn thì đây là khoảng thời gian khá phù hợp để các bạn walk the dog, nghĩa là dắt chó đi dạo để cho các em không bị tự kỷ sau cả một ngày ở trong nhà. Có một điều mà Mel muốn tiết lộ chính là không biết có bạn nào cũng bị giống Mel, bị ám ảnh về tiếng cảnh đổ rác không? Khi là Mel thì Mel nghe xong này chúng tuyệt luôn. Hoạt động đổ rác ở trong tiếng Anh chúng ta sẽ có, đúng thế, empty the trash. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng take out the trash cũng được. Sau một ngày làm việc quần quật vất vả thì chúng ta sẽ đi tắm đúng không nào? Chúng ta sẽ có động từ gì nhỉ? Đúng thế, good job. Take a shower hoặc have a shower. Sắp sửa đến mùa lạnh rồi đấy, Mèo chắc chắn là các bạn có rất nhiều người lười tắm gội vào cái mùa đông lạnh lẽo như thế. Đừng muốn thấy giật mình khi mà Mèo nói thế nhá. Và tiếp theo nào, khi mà đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta sẽ đi ngủ đúng không nào? Chúng ta sẽ có go to sleep hoặc go to bed. Dành cho một số bạn cảm thấy khó ngủ, rất là khó ngủ, thì chúng ta sẽ có các hoạt động như là đếm cừu chẳng hạn, count the sheep, hoặc đọc một cuốn sách hay, read the book để dễ ngủ hơn.
Ok, quả là một ngày làm việc vô cùng năng suất đúng không nào? Tuy nhiên thì đây chỉ là ngày làm việc của con nhà người ta thôi. Còn đâu con nhà mình như Mel chẳng hạn, làm việc gì cũng trên tay cầm điện thoại rồi lướt như này. Lướt web ở trong tiếng Anh chúng ta sẽ có go online. Và đây chắc chắn là động từ thông dụng nhất đối với tất cả các bạn trong số tất cả những động từ mà Mel nói từ đầu bài đến giờ, đúng không? Thế đó là một ngày của con nhà người ta. Còn ngày của các bạn thì sao nhỉ? Các bạn hãy sử dụng những động từ, những cụm từ thú vị mà Mel đã gợi ý cho các bạn trong video vừa rồi từ trước đến giờ, và kết hợp thêm với những động từ mà các bạn đã biết trước để kể về một ngày của các bạn xuống bên dưới này nhé, để xem ai được nhiều like nhất nhé. Còn bây giờ, see you next time, bye! Thế vẫn chưa tắt máy đi được tiếng Anh đi à? À, chắc là bởi vì không nắm rõ từ vựng ngữ pháp nên chưa luyện được đúng không? Bấm vào trên này nhé, đủ hết đấy. Thế nhá, bấm đi. Bấm luôn đi đấy.